Mến chào cả nhà. Một vườn phôi giấy trồng là được vài tháng là nhà vườn đào lên để ghép hoa giấy ngũ sắc. Và vườn phôi này rất là đặc biệt là chỉ có một phôi, một củ. Một củ nó không có bệnh với nhau nhiều nha. Nhìn như là con rắn như đó cả nhà. Sang năm là năm rắn nên năm nay nhà vườn trồng phôi rắn không à. Thanh xà, bạch xà không, rất là nhiều luôn, số lượng rất là nhiều luôn nè. Đây đang ghép và đã thành công hết, giờ nhà vườn chỉ chăm sóc buông tàn. Và những cái phôi này đúng là giống như những con rắn, nó quấn lại với nhau luôn. Mình quay phôi cho cái nhà nè, y chang nè, một củ, để một củ duy nhất, rồi ở trên là ghép ngũ sắc. Phôi rất là đẹp luôn, nhưng mà đặc biệt là chỉ có một à. Đây. Đó, đủ dạng hết luôn. Nó quấn à. Phôi rất là dài nhưng chỉ có một cái phôi duy nhất thôi. Đó. Đủ loại nè, y như con rắn vươn ra rồi con gắn quấn với nhau luôn. Để mà ghép một cái cây hoa giấy mà từ khi ghép đến khi thành công thì phải 4 tháng. Và nhà vườn là ghép hơn 1 tháng là để phía trong cho nó mát, rồi những bo ghép thành công rồi nhà vườn mới bắt đầu đem ra ngoài vườn để chăm sóc cho cây nó bung tàn nhiều. Cây bung tàn nhiều thì mình xịt thêm thuốc dưỡng lá thì cây nó sẽ bung tàn rất là nhiều, nhanh. Rồi ngoài ra là nhà vườn sẽ bón thêm phân. Thời gian xịt thuốc thì nhà vườn ngưng bón phân. Mình xịt chừng 3-4 ngày xong mình mới bón phân nữa cả nhà. Phân thì chỉ có dòng phân NPK 30-10-10 vô cái. Mấy cái phôi giấy này thì nó tốt. Nó vừa chi nhánh phôi tốt mà vừa giúp cho cái cây nó ra chồi non nhanh nhiều, rồi bông đẹp luôn. Nó chỉ có một phôi thôi, trồng rễ rất là dài nè. Cái này là nhà vườn trồng trên 3 chậu nhỏ, là 3 chậu 4 chậu C7 trồng lên nhau, nên nó có những cái phôi nhỏ mà dài mà cao, trông rất là đẹp luôn. Cây đang bung tàn. Này là ghép gần 2 tháng rồi cả nhà. Cây ghép thành công là thời gian ghép thì không có tưới nước. Và khi mà cây nó bo nó thành công rồi mình mới đem ra ngoài. Nếu mà nó khô quá thì mình mới tưới ít thôi. Còn khi thành công rồi thì mới đem ra ngoài cho cây nó mau phát triển những cành nhánh. Và mình phải cắt tỉa những cái đọt mà nó dài quá đó cả nhà, mình cắt lại để cho cái tàn của mình nó tròn tròn, nó đẹp. Cho cây hoa giấy khi mà xuất bán nó đẹp. Cây này cao thì khoảng gần 1 mét rồi cả nhà. Gần 1 mét. Phôi này phôi từ 8 tấc, 1 mét. Phôi là toàn là phôi, chỉ là một củ thôi. Quấn y như hình con rắn như đó, mà rất là đẹp luôn. Trồng trong chậu nè. Cây nào cây nấy đều tốt hết rồi. Cái này 2 tháng nữa là rất là đẹp, bông rất là nhiều luôn. Giống những con rắn quấn với nhau. Nó cái phôi nó đơn giản như vậy à. Chứ nó không có bệnh to, không phải là phôi khủng mà y như những con rắn quấn với nhau. Phôi khi mà đào lên nó trắng, nó đẹp hết biết. Ở đây thì nhà vườn thường là trồng và xuất bán tại vườn luôn. Nên này là phía sau gần nhà mình nè. Phôi nhỏ nhỏ như vậy vậy chứ chân nó rất là đẹp luôn. Không phải phôi khủng nha cả nhà. Phôi này là trồng 7-8 tháng là đào lên là ghép là được rồi. 7-8 tháng là nhà vườn là trồng trong chậu nhỏ, chậu C7 không. Cây đang ra hoa luôn nè. Ghép mới đây mà cũng ra hoa luôn nè.
nhà vườn ghép với những cái giống hoa giấy mới. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, may mắn, an lành.